tiền nó ra mắc còn hơn cái mình. Anh nói là phải không? Dạ. Cái chừng đi mới tính á. Cái chừng đi mới tính nha, bây giờ chưa. Có cửa bà ngoại nói ngoại. Mua vé máy bay chưa tính á, chưa biết có tiền nhiều quá chứ tiền đi mới tính. Bà ngoại nó mua vé bay thôi, còn như về quê là má sẽ đài thoại cho con. Má sẽ trả. Không có tốn đâu, về đi. Thì đâu có nhiều ngoại đâu. Chắc đợt này không về, về ba sau rồi bắt luôn, nó đang nghĩ về. Tự nhiên nó nói là hai mấy năm rồi nó không có về ăn Tết. Thì thôi con mình nói vậy thôi, mình đi vậy nó. Thế theo mà mình về với mình, một mình thoải mái hơn, về với nó. Ngoại về đây, đúng không? Chưa? Nếu mà về đây, đúng không? Mấy tháng? Ba tháng. Vậy đi thì bỏ cũng đi mà. Chưa hết còn vui là đi rồi mà đâu.